luôn luôn có một tinh thần tích cực, làm những điều tích cực hơn nữa trong cuộc sống này ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Cường, em sinh năm 96, hiện tại em đang là huấn luyện viên sắc của đen chuyên nghiệp tại Hà Nội gần 6 năm rồi, còn tính ra về thời gian nhảy là hơn 10 năm. Cái hồi em đi nhảy là từ hồi 2012 đến giờ, rất là lâu rồi đó. Behind, now that you know.